với mong muốn giúp cho học sinh có thêm hứng khởi, yêu thích khi tìm hiểu về lịch sử văn hóa quê hương. Các giáo viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lâm đã biên soạn truyền thể Lược sử phổ hiến bằng tranh. Chúng tôi rất là mong muốn là biến những cái sự kiện lịch sử mang tính chất chính trị khô khan thành những cái cuốn truyện tranh gần gũi với các em hơn, quảng bá hình ảnh Hưng Yên tới tất cả học sinh rồi người dân ở trên, không chỉ trên địa bàn của tỉnh Hưng Yên mà còn ở các tỉnh bạn nữa. Đây là động lực để nhóm tác giả gồm các thầy cô giáo tại huyện Văn Lâm tìm hiểu biên soạn và chuyển thể cuốn lịch sử phổ hiến bằng tranh. Nhóm tác giả đã dành hơn một năm để tìm kiếm, nghiên cứu tài liệu, đi thực tế tại các di tích lịch sử, thu thập thông tin, cũng không ít lần gặp khó khăn do những dấu tích về phổ hiến xưa không còn nhiều. Chúng tôi cũng đã dành cái thời gian nghiên cứu sâu để phác thảo lại những cái bối cảnh, mà đặc biệt là về những cái hình ảnh rồi những cái trang phục, rồi là cả thậm chí cả về màu sắc nữa, để làm sao cho nó đúng với cái bối cảnh lúc bây giờ. Tác phẩm gồm 15 bức tranh, mỗi bức tranh đề cập đến một sự kiện trong giai đoạn hình thành, phát triển, suy tàn của phố Hiến, được trình bày dưới dạng câu chuyện giữa ông và cháu. Nội dung được tóm lược đơn giản, văn phong bình dị, phù hợp với đối tượng trẻ em. Tập truyện đã được nhiều trường học trên địa bàn huyện Văn Lâm sử dụng thành tài liệu tham khảo trong các môn học và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo học sinh. Đề tài lược sử phổ hiến bằng tranh đã được các thầy cô giáo ứng dụng vào trong việc dạy học tại nhà trường, đặc biệt là trong cái bộ môn khoa học xã hội phân môn lịch sử, và có cái cuốn giáo dục địa phương Hưng Yên lớp 7 trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, và điều này cũng được các em học sinh rất là hào hứng đón nhận. Khi em được tiếp cận với cuốn lược sử phổ hiến bằng tranh, những sự kiện trong lịch sử phổ hiến được viết ra mô tả rõ ràng bằng tranh khiến em thấy rất thú vị và có thể học thuộc nhiều, lâu và dài, khiến em thấy môn lịch sử dễ dàng và vui vẻ hơn ạ. Với những giá trị, ý nghĩa trong hoạt động giáo dục và quảng bá lịch sử văn hóa địa phương, lược sử phổ hiến bằng tranh đã đoạt giải nhì tại Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh lần thứ 4. Hội thi không có giải nhất. Tác phẩm cũng nhận được sự góp ý của nhiều chuyên gia, độc giả và đang trong quá trình chỉnh sửa hoàn thiện để có thể ứng dụng rộng rãi.